chi phí cho lực lượng bảo vệ Elon Musk là bao nhiêu? Người du hành của Elon Musk có 20 vệ sĩ đi theo ông khắp mọi nơi, thậm chí cả phòng tắm. Đội ngũ an ninh của Elon Musk gồm 20 nhân sự và nhân viên y tế. Sau khi các mối đe dọa leo thang, anh ta đã tăng cường đáng kể các biện pháp an ninh của mình, tiêu tốn hàng triệu USD. Báo cáo được Tesla phụ trách Ủy ban Chứng khoán Mỹ, SEC, cho thấy họ phải trả 2,4 triệu đô la Mỹ cho công ty bảo đảm an ninh của Musk trong năm 2023, cùng khoảng 500.000 đô la Mỹ trong 2 tháng đầu năm nay. Tuy nhiên, đó chỉ là một thành phần trong những chi phí an ninh của tỷ phú Mỹ. Elon Musk không phải tỷ lệ giàu có công nghệ duy nhất đầu tư nhiều tiền cho an ninh. Meta từng trả 24 triệu đô la Mỹ cho chi phí bảo đảm an ninh cá nhân của CEO Mark Zuckerberg trong năm 2023, chủ yếu là tại nhà riêng và trong những chuyến đi lại riêng tư. An ninh của Elon Musk đã được mở rộng đáng kể do các mối đe dọa liên quan đến một nhóm gồm 20 thành viên và chi phí vượt quá 2 triệu đô la Mỹ. Cha của ông đã lên tiếng lo ngại về sự an toàn của Musk, nhấn mạnh đến việc tăng cường an ninh tại nhà của ông và các mối đe dọa đang diễn ra cũng ảnh hưởng đến nhân viên Tesla. An ninh của Elon Musk đã được mở rộng đáng kể do các mối đe dọa liên quan đến một nhóm gồm 20 thành viên và chi phí vượt quá 2 triệu đô la. Cha của ông đã lên tiếng mối lo ngại về sự an toàn của Musk, nhấn mạnh đến việc tăng cường an ninh tại nhà của ông và các mối đe dọa đang diễn ra cũng ảnh hưởng đến nhân viên Tesla. Mặc dù trước đó, báo cáo tuyên bố Elon Musk đã từng đi du lịch mà không có nhân viên của mình. Chỉ sau năm 2024, ông chủ công nghệ này mới được nâng cấp lên một vòng tròn luân phiên của đội ngũ nhân viên an ninh để chạy việc vặt, đánh giá các mối đe dọa và nghiên cứu những người được coi là những kẻ theo đuổi không phù hợp. Tổng chi phí an ninh của ông lên tới hơn 163.000 đô la vào tháng 1 năm 2016, sau đó ông đã tăng cường thêm các biện pháp an ninh của mình. Đội ngũ an ninh của Elon Musk thậm chí còn theo ông đến phòng tắm mà ngay cả cha của anh cũng nói, thêm rằng điều này khiến ông lo sợ cho sự an toàn của con trai mình, mặc dù có khoảng 100 nhân viên bảo vệ xung quanh. Không chỉ vậy, cha của Elon Musk còn tiết lộ rằng tỷ phú này thậm chí còn tăng cường an ninh cho ngôi nhà của mình ở Nam Phi, trang bị hệ thống camera, hàng rào điện và có linh cảm.